Cùng với Phật giáo, các tổ chức cá nhân trên cả nước bằng nhiều cách khác nhau cũng đang chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão và mưa lũ đang diễn ra. Chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải trải qua, các hãng hàng không tại Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đồng loạt thông báo sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của các cơ quan, tổ chức, xã hội, các doanh nghiệp và các tập thể cá nhân tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung. Trong khi đó, ngân hàng BIDV đã áp dụng miễn phí giao dịch đối với các lệnh chuyển tiền trực tuyến qua ngân hàng này hưởng ứng cuộc vận động cùng miền Trung vượt lũ của báo Sài Gòn Giải Phóng. Grab cũng hưởng ứng chương trình thông qua việc thể hiện nội dung thương về miền Trung trên toàn bộ các ứng dụng di động của doanh nghiệp này. Trong khi đó, các cá nhân có ảnh hưởng trong xã hội, đặc biệt là các ca sĩ, diễn viên, MC và người mẫu nổi tiếng như Châu Bùi, Trấn Thành, Thủy Tiên và Hoa hậu Hennie rất tích cực gửi đi các thông điệp trên mạng xã hội Facebook cá nhân, kêu gọi những người hâm mộ, người dân ở mọi miền trên cả nước và Việt Kiều cùng tham gia đóng góp, ủng hộ miền Trung ruột thịt cùng vượt qua khó khăn.